Chào các bạn nha, quay trở lại với kênh Bình Heo Vlog. Hôm nay cuối tuần mấy anh em tôi đi té ao bắt cá rô về nướng rôm các bạn ơi. Rồi có bông súng này mình sẵn mình nấu chua luôn ăn cơm các bạn. Các bạn thấy cái đội hình này nếu mà bắt như đây cái mương này bắt cá có mương nhiều lớn nha. Mà huy động lực lượng cái đội hình này các bạn biết nghĩ là còn sót con nào các bạn. 8 con người ta đang chờ các bạn. Con súng này lát nấu chua luôn, bứt lên nấu chua luôn. Kèo nèo nè các bạn. Nấu chua có kèo nèo. Đúng cá cũng quá trời các bạn. Không bóng. Cua luôn các bạn. Tại ra là nguyên cái tổng của cánh đồng này các bạn. Bao la. Nó sẽ dồn hết vào đây luôn các bạn. Này ông cậu cũng đào ông nuôi cá đồng mùa khô rút vào đây nè. Tại đây giờ khô ta xả lúa ta gạn trồng bắp nữa mà rút vào đây hết cá quá trời luôn đó rồi thấy không cá tự nhiên các bạn cá kinh đông giờ cũng lắp được không đây được chứ nắm lò ở đây nè các bạn còn lắp lại chưa lắp xong rồi các bạn coi làm gì các bạn dứt chèo ghê quá hỏi làm gì nó đuổi cá gọi đỏ ơi gọi đỏ ơi cá sẽ bị bắt rồi các bạn lỗ tiền xăng các bạn ơi được cái vợ chồng con cá đổ 5 lít xăng tát được có vợ chồng con cá chỗ này chết rồi 100.000 xăng để 100.000 ra ngoài mua 1 ký về là thận thơ rồi mua cái là 1 ký về làm với nè đưa con cá biết nhảy ghê đội ngũ 8 của người ta này có lưới kéo về kho khô khô ăn hết bài luôn các bạn các bạn ơi lỗ tháo xương rồi các bạn ơi chơi sao mà rồi mấy anh em vào máy bên kia đi Dũng hết xăng rồi mà lấy xăng xe mình luôn rồi lát là để bộ vậy hả các bạn nhớ đỏ bắn lên bắn lên này còn trong này bây giờ bắt một cái có quẹt là hết bài luôn nữa mà mấy đồng chí chú nhiều lắm á nha còn nhiều lắm mấy bạn ơi mười mấy tay ba con mấy đồng chí ơi nhiều lắm á nha chú nhiều lắm á mình nhảy bắt được con bự rồi còn nha mấy bạn ơi một heo dây lóc ơi một bình dây lóc ơi cá đây mà bình dây lóc ơi trời ơi 100.000 tiền xăng đấy là 30.000 ký cá bắt được cá bự không rồi chờ mày chắc cá đẻ luôn à cái này là quậy sình để kiếm cá nè quậy sình các bạn mấy con này chuối nó là đồng đạo cái chuối cái gì chuối sình á nè chuối sình đưa nắng thì hết nước là chết đấy phát không được tức chết giờ ngọp lên á má này có cái máy chích ngon lắm lo luôn
Hôm nay anh em tôi tát áo nhà các bạn. Tát áo nhà. Nhà ta. Bên nhà ta. 5 phút nữa có ngoài sẽ tới thì các bạn à. Má mình quậy vậy hả? Cũng lên nữa. Không còn cái đầu nữa. Hai luôn. Được hai con cá cá lóc chà bá luôn nha các bạn. Hai con cá lóc chà bá luôn đi. Trời ơi, hai con cá lóc chà bá lắm chị em ơi. Thôi luôn, đây, đây nè. Có bự lắm các bạn ơi. Khoan đi, cái rữ á. Để cho chạy bớt nước rồi mà giật sao. Giật kia ổn. Cứ từ từ bình tĩnh. Đây cái rổ. Sao khổ như vậy, đúng đây á. Đúng đây vậy á. Nè, cá lóc chí rữ. Cá con cá vậy mày bắt cũng được luôn hả? Bắt được luôn. Cái bình heo 15. Cái bình tát ao bên kia nè các bạn. Để xay nước qua. Năm giờ sáng rồi vô đây rồi tát rồi nghe các bạn. Gà chưa gái Long Anh mình vận động rồi là đội quân hùng mạnh vô đây tát rồi đó. Bây giờ này được có nửa ký à. Chiều nay chắc là mua 5 ký bún. Gì đây ăn. Hai lỗ rau. Dưới hồng đăng ký 6 mấy ngàn hồng.